thanh niên xăm trổ lục soát người cụ bà Lãng Chí và cái kết bất ngờ. Con ơi con đưa giúp giùm cô về nhà được không con? Con ơi con đưa giúp giùm cô về nhà cô được không con? Nhà cô ở đâu mà cô kêu con giúp? Sự việc do camera an ninh nhà người dân ghi lại. Con đưa giúp giùm cô về nhà được không con? Có bà cụ bước đến nhờ thanh niên ngồi trên xe đưa về nhà dùng và chỉ nhận được những cái vẫy tay xua đuổi của thanh niên này nên bà cụ đành tiếp tục đi. Đi được vài bước bắt gặp thanh niên xăm trổ bà lại kêu giúp. Con giúp giùm cô về nhà cô được không con? Nhà cô ở đâu mà cô kêu con giúp? Địa chỉ không? Giờ cô đứng giữa đường thì không hiểu, bây giờ cô vô đây đi. Thanh niên này tỏ ra quan tâm đến cụ bà nên đưa bà vào trong lề đường. Cô có điện thoại đây không? Gọi người thân qua đón. Cụ bà chỉ biết lắc đầu trước những câu hỏi của anh ta. Cô có nhớ số điện thoại người thân không? Địa chỉ nhà. Qua một vài câu hỏi dường như anh ta thấy biểu hiện không bình thường của cụ bà, nên quyết định lục tìm xem trên người coi có gì có thể liên lạc được cho gia đình cụ không. Phát hiện có tờ giấy trong túi quần cụ bà, thanh niên lấy ra và biết được số điện thoại người thân của cụ. Cô đợi cô xíu nha, con điện cho người nhà cô qua đón nha. Nhờ mảnh giấy ghi đầy đủ thông tin số điện thoại của con gái cụ bà, thanh niên lập tức gọi theo số ghi trên giấy. Alo, dạ chị Phương đúng không ạ? Có cái bác này, bác đi ở ngoài đường mà bác không biết nhớ đường về nhà nè. Dạ. Dạ đúng rồi, mặc đồ xanh với đôi dép màu đỏ. Em đang ở 89-30 Phan Anh á. Dạ, chị nhanh nha, trời sắp mưa rồi đó. Cô ngồi đi, con điện cho con gái cô rồi. Cuối cùng cũng liên hệ được cho gia đình bà cụ. Nên là cô giữ lại cái này đi. Sau thời gian chờ đợi thì con gái bà cụ đã đến. Mẹ! Chị Phương hả chị? Chị nè. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Tại vì mẹ chị hả, lớn tuổi rồi đó, già rồi lẫn rồi đi kia, hay đi giống như đi vòng vòng đi quên hoài à. Dạ, sao đâu chị. Rồi, chị cảm ơn em nha. Đôi khi chỉ cần bỏ ra một ít thời gian, chúng ta có thể giúp được rất nhiều cho người khác. Chị lên xe đi rồi, em ở quán luôn chứ. Hành động của thanh niên xăm trổ trái ngược hoàn toàn với thanh niên ăn mặc lịch sự lúc đầu. Clip chỉ tái hiện lại tình huống có thật. Chúng ta nên chăm sóc tốt hơn cho người thân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Hành động của thanh niên xăm trổ thật đáng trân trọng.